Mô Thủy. Đầu tiên thì tới tập 6 rồi và team của Mô Thủy chưa thua nhưng mà cũng không có thắng. Vì vậy Thủy quyết định hai tập cuối cùng này trước khi vào chung kết sẽ giao cái quyền leader cho hai thí sinh team của mình. Và tập này thì leader sẽ là Minh Hưng. Là chị Như Vân có thiếu một yes nữa thôi là full rồi. Thắng thì khó quá, không thua là cũng ok. Có một câu ca dao tục ngữ Việt Nam em rất là thích, đó chính là yêu nhau mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua. Nói về chủ đề tình yêu thì rất là rộng lớn, bao la. Mọi người cũng có thể nhìn thấy ở trên màn hình, bốn bạn đều là những dáng khác nhau và đều thể hiện những cảm xúc hạnh phúc khác nhau trong tình yêu. Mình cũng hơi lo, những cái dáng của đội mình nó cũng khá là đơn giản, không biết là có được an toàn hay không. Bọn em có chung một điểm là đang ở giữa những trận bão tuyết sóng gió, nhưng hai người vẫn luôn hòa quyện với nhau, vẫn trao những giây phút thăng hoa bên nhau. Và ở đây thì bọn em muốn thể hiện và mang muốn một thông điệp cho tất cả mọi người rằng là ai cũng được yêu và sẽ được yêu. Em cảm ơn ạ. Tính ra Hưng phải đổi Thùy mới đúng nhỉ? Ca dao tục ngữ rồi đó. Quyền đầu tiên ạ. Phải khen cho sự thông minh của Thủy, chọn một bộ váy làm cho toàn bộ bộ hình của Thủy khác biệt hoàn toàn so với cái team còn lại. Tuy cái posing của nó khá đơn giản nhưng cái biểu cảm của hai người ấy, là cái thứ mà làm cho người ta cảm nhận được tình yêu rất là rõ rệt. Hai cái đôi mắt nhìn vào cái đôi môi của nhau rất là say đắm, giống như muốn hôn nhưng mà lại không hôn. Cái góc mặt của Hưng ở đây cũng rất đẹp nữa. Không có gì để chê ở tấm hình này cả. Just say yes. Hưng cũng khá là lo lắng, nhưng sau phần thuyết trình của mình thì Hưng đã tự tin hơn rất là nhiều. Với tấm hình này mọi thứ đều rất tốt. Chúng tôi cảm nhận được sự nồng nhiệt, cái sự sâu sắc trong cái bức hình. Và chị say yes. I really love the color of the dress. Thank you. It's not the red dress. This is like burgundy red. Like really cool. And this is contrasting with the snow. It's like festive. It's like Christmas season for me. And everything for me perfect. Also for me a yes. Lâm sẽ say yes bức hình này. Ôi, rất là vui bởi vì là đã nhận được full yes từ ban giám khảo. Hôm qua ở set công phát không tốt, nhưng mà chỉ xem tấm hình này thì chị lại không thấy cái điểm không tốt ở đâu cả. Và đặc biệt là Mô Thủy, cái váy quá hợp đi. Nên thành ra là Mô Thủy để vào những cái dáng đơn giản này, nó cũng cảm thấy có độ thướt tha. Và một cách kể chuyện chị nghĩ là bình yên trong cơn bão. Là hai cái người này đúng là chỉ tập trung yêu nhau rồi, không có quan tâm cơn bão là gì. Đấy là cái feeling mà chị nhận ra. She's a yes. This picture gave me feeling like a movie poster, like La La Land, yes. Dancing with the Stars, something like that. And you can see the chemistry between you guys is perfect. I feel like you can put you guys like a small doll in the Christmas ball, you know? It's very cute. So for me, very clever idea, a big yes. Lúc hát chụp trên set đó, thì Long nghĩ là hồi chắc là tập này phát nó vào vòng nguy hiểm rồi. Chụp hình cưới mà nó cứ gồng lên kiểu như là con King Kong vậy này. Không có một cái sự mềm mại, rất là cái dáng mà khiêu vũ nữa. Phát rất là lo. Nếu mà mình bị mất một vết nào thì cũng là rất là đáng tiếc cho team. Nhưng mà may sao vẫn chọn được một cái bức hình gọi là đầy đủ những cái yếu tố cần thiết. Long vẫn sẽ xây dựng bức hình này. So với các tấm hình khác ở trong team thì không có nhiều sự đột phá. Tuy nhiên mọi thứ đều không có điểm nào để chê. Chị say yes cho tấm hình này. Cảm giác sung sướng á mọi người, kiểu mãn nguyện. Thủy chưa hài lòng lắm. Tại vì posing của Vĩnh Nam với posing của Thủy lúc đó cũng không phải là đẹp nhất. Một chút vân vân là bởi vì tập này Đam biểu cảm chị nghĩ là không tốt bằng các tập trước. Tại vì có những lúc Đam rất là dễ bị buồn ngủ. Có thể là một phần do ánh sáng và mình kẻ mắt khá đậm, cảm giác con mắt nó nhỏ lại, khi mà nhìn từ xa thì nó giống bị buồn ngủ. Tuy nhiên cái cách Thủy ngồi đặt chân đạp lên và bạn ghi tặng hoa, một chàng trai trẻ lại đây với một chị lớn nào, cảm giác như là đang xem một cái vở kịch vậy đó. Thủy thấy rằng tấm hình đó khó mà suy nghĩ hết. Chỉ một chút biểu cảm của Đam không có tinh anh bằng mọi người thôi. Không đủ để say no cho bức hình này, chị vẫn say yes.
rất nể chị Mô Thủy, tại vì cái tư duy và khả năng của chị ấy làm rất là tốt. Actually, I really like the concept. Like, okay, with desire, I want you, baby. Yeah. I have the roses for you. But actually, in that picture, you can see that Mao Tu is very middle in the picture. Like, she steal all the fame. But it's good, yeah. It's quite good, but I wish a little bit more in the center with the guy. But for me, I guess a good picture. Đó là một nguồn động lực và cũng coi đó là một lời khuyên mà mình có thể rút kinh nghiệm cho thử thách tiếp theo. Ở trong tấm hình này, chị thấy có một cái sự sáng tạo. Từ đầu đến giờ ấy, không có một cái tấm nào nó trùng với tấm nào. Đều rất là trọn vẹn và hoàn hảo. Chính vì vậy nên chị say yes. Ở Đam á, anh thấy bức hình này nó vẫn có một cái sự gợi cảm mà không hề bị dén trước Thủy. Nếu mà dén nhá là Đam sẽ nhìn vào cổ hoặc là cái đôi môi của Thủy. Còn đây là Đam đang nhìn thẳng trực tiếp vào mắt Thủy luôn. Cho nên là anh cũng sẽ say yes với Đam. Ok, mình hay yes rồi, yes. Cảm thấy rất là vui, tại vì đây là lần đầu tiên mà mình được full yes. Đó cũng là một cái sự khẳng định cho cái việc là mình đã cố gắng phát triển bản thân và hoàn thiện bản thân từ tập 1 cho đến bây giờ. Ngồi nghe khen, say yes liên tục, sướng rơn cả người mọi người. Wow. Absolutely yes. Một trong những mình chị nghĩ là đẹp nhất ngày hôm nay. Cái cảm giác nó lại giống như ở tập 3, mọi người cũng trầm trồ tán dương, biết đâu mình lại được top 1 lần nữa. Lúc nào em cũng như đang bay vậy á. Uyển chuyển. Cảm giác nó rất nhẹ nhàng, từng cái chân, cái tay. Và Thủy nghĩ ra được cái dáng này, chị ạ luôn đấy. Cảm giác như là anh chàng này từ thiên đường xuống, cứu vớt cái cô này, công chúa ngủ trong bang lâu năm. Tất cả mọi thứ nó diễn ra như một cái thước phim slow motion đẹp, dùng để người ta viral cho cái bộ phim đấy á. Long không phải là một người có một cái body mạnh mẽ, thì Long đã chọn một cái dáng phù hợp với kiểu tóc, gương mặt và body của mình. Không có gì để say no với hình này. Yes, a big yes cho hình này. Long làm cho Thủy thấy được rằng á, bạn ấy cố gắng rất là nhiều. It look like really like Photoshop, but it's not. Yes, yes. It's good, it's too good, that picture, the feeling is great. Even you not that tall, you are a little bit tiny, but in that picture, use all the legs, like you make your legs big, a little bit longer. I don't have to tell you. I think this picture is too perfect. Maybe see you in the final round. Wow. You're very good. Thank you. Đánh giá đó cũng là một trong những nhận xét mà Long muốn nghe, bởi vì đó là kế hoạch của Long. Đúng là sau nhiều năm làm nghề á, thì Thủy mà đã thả dáng rồi thì phải gọi là thì thôi nhé luôn. Còn Hoàng Long á, thì lúc nào cũng sáng tạo. Và Hoàng Long cũng là một trong số ít những các bạn thí sinh vừa tạo dáng động khó mà đẹp nữa. Anh sẽ say yes với Hoàng Long. Cũng rất là run và rất là hồi hộp. Dấy lên hy vọng là có thể team mình lần này sẽ chiến thắng. Với chị đây là tấm hình đẹp nhất. Tất nhiên chị say yes. Chúc mừng. Vỡ òa nha, không tin vào mắt mình luôn. Mô Thủy, bạn có 16 yes. Tất cả đều được say yes.